Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Nếu như cô chú anh chị em nhà mình mà trồng hoa quả nhưng gặp những cái trường hợp như là cái hoa thì là nó không được tươi lâu, màu sắc thì nó không được đẹp mấy, và cái hoa mau tàn này, cái quả thì màu kém, và cái hương vị của nó không được đậm đà, thì ở đây em có cái loại thuốc sử dụng để cải thiện cho những cái trường hợp như vừa nãy đây nhé. Để phun được một phi 200 lít thì các anh chị chỉ cần dùng 2 chai như này thôi. Chi phí của nó chỉ khoảng tầm 120.000 cho một phi, là bằng với 10 bình đeo lưng. Thì tính ra bình, mỗi bình của nó chỉ có khoảng tầm 12.000 thôi. Cái này là cái hàng của Mỹ nhé. Đối với những cây hoa thì các anh chị sẽ sử dụng vào cái thời điểm là khi cây đang nuôi nụ. Khi cây đang nuôi nụ và khi cái hoa nó đang chuẩn bị nở là mình phun xịt cái này vào. Thì nó sẽ giúp là cái nụ hoa nó mập này, nó nở được đều được tốt hơn này, và cái màu sắc của cái hoa nó sẽ tươi và nó tươi được lâu hơn nữa nhé. Còn đối với quả ấy, thì cái này các anh chị có thể sử dụng trong thời kỳ nó đang nuôi quả, hoặc là xịt chậm nhất vào cái thời điểm mà trước thu hoạch, từ khoảng tầm chậm nhất là khoảng tầm 3 đến 5 ngày trước thu hoạch. Đấy là trường hợp mà mình chậm nhất nhé. Còn các anh chị vẫn có thể sử dụng trong cái thời kỳ đang nuôi trái, dưỡng trái đấy, mình xịt vào cho nó được định kỳ thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn nhé. Đối với quả thì nó còn giúp là chống rụng quả non này, và nó còn giúp cho quả là lấy được những cái, tạo được những cái hương vị đặc trưng của cái từng loại quả nhé, và quả còn cái lưu giữ được lâu hơn này. Sau khi thu hoạch thì mình có thể là bảo quản được lâu hơn nhé. Và đồng thời là nó còn giúp cho cái màu sắc của cái vỏ quả nó tươi, nó đẹp hơn, và cái quả bên trong quả nó cái màu, cái mùi vị của nó cũng được cải thiện tốt hơn nhé. Trong cái chai này thì nó có những cái loại dinh dưỡng để cung cấp cho cây trong thời kỳ đang nuôi trái, để giúp cho hoa quả lên màu, tạo mùi vị và lấy được những cái mùi vị đặc trưng của từng loại cây. Hàng xuất xứ từ Mỹ này. Chai này là 100 ml thôi. Với 100 ml này thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 100 lít nước, là bằng với 5 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Đối với những cái loại cây lấy quả thì ở đây em có cái thuốc mà ra hoa đậu trái này, lớn trái này, và lớn chắc trái, chống nứt trái này, và những cái món thuốc sử dụng để dưỡng trái khác nữa nhé. Và ngoài ra em còn có thêm cả những cái loại mà phục hồi cây sau khi thu hái xong này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm cho hoa quả thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số điện thoại trên màn hình. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.